Qua tiết học trước, các em đã học hoạt động 1, tìm hiểu kiến thức. Hoạt động 2, trải nghiệm của chủ đề 11 về các lệnh vẽ cơ bản trong phần 2 của Microsoft Windows Logo. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu các hoạt động tiếp theo của chủ đề 11 về các lệnh vẽ cơ bản trong phần 2 của Microsoft Windows Logo. Trước khi thực hành đố các em, chúng ta cần làm gì? Để trả lời câu đố, các em quan sát các bạn nhỏ và làm theo nhé. Bạn nhỏ này đang suy nghĩ, lệnh vẽ nét thẳng 50 bước vẽ viết như thế nào nhỉ? À, viết là Forward 50, viết tắt là FD 50. Lệnh lùi 50 bước vẽ này. Mình mới phát hiện đó các bạn. Đúng rồi, được viết là Space 50, viết tắt là BK 50. Còn lệnh quay bút vẽ sang phải một góc 90 độ. Được viết như thế nào vậy các bạn? Lệnh này được viết là Right 90, viết tắt là RT 90. Bạn nhìn kìa, lệnh quay bút vẽ sang trái một góc 90 độ. Được viết là Left 90, viết tắt là LT 90. Đó là lệnh vẽ mà chúng mình mới tìm ra đó các bạn. Đối với Microsoft Windows Logo, chúng ta có thể vẽ được hình chữ nhật, hình ngôi sao và các hình phức tạp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu hoạt động 3 thực hành của chủ đề 11 các lệnh vẽ cơ bản. Với các lệnh em vừa học và khám phá cùng các bạn, hãy điều khiển bút vẽ thực hiện những hình sau trên màn hình máy tính. Hình A, hình B, hình C, hình D. Trong thực tế, các em suy nghĩ xem có bao nhiêu cách để vẽ được một hình vuông. À đúng rồi, có rất nhiều cách để vẽ được một hình vuông. Cách vẽ đó tùy thuộc vào vị trí mình đặt bút và hướng vẽ. Khi vẽ hình vuông, chúng ta đặt bút như hình trên và hướng vẽ từ trái qua phải thì chúng ta sẽ vẽ được một hình vuông như sau. Đây là cách vẽ hình vuông khi chúng ta đặt bút như hình trên và hướng vẽ từ phải qua trái. Các em và thầy vừa quan sát thực hành vẽ hình vuông bằng bút vẽ. Vậy các em xem khi chúng ta muốn vẽ hình vuông này trên phần mềm logo thì như thế nào? Các bước vẽ có giống như mình vừa vẽ không các em nhé? Thầy mời các em cùng theo dõi và thực hành với thầy. Các em hãy quan sát hình A và cho thầy biết đó là hình gì. Đúng rồi, là hình vuông. Các đặc điểm để nhận biết một hình vuông là gì vậy các em? Hình vuông thì có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc đều bằng 90 độ. Quan sát thấy hình A là một hình vuông có bốn cạnh bằng nhau, bốn góc đều bằng 90 độ. Giả sử ta muốn vẽ hình vuông có cạnh dài 100 bước vẽ, chúng ta sẽ vẽ theo các bước sau. Bước 1, vẽ nét thẳng 100 bước vẽ theo hướng bút. Bước 2, xoay bút vẽ sang phải 90 độ. Bước 3, vẽ nét thẳng 100 bước vẽ theo hướng bút. Bước 4, xoay bút vẽ sang phải 90 độ. Bước 5, vẽ nét thẳng 100 bước vẽ theo hướng bút. Bước 6, xoay bút vẽ sang phải 90 độ. Bước 7, vẽ nét thẳng 100 bước vẽ theo hướng bút. Để thực hành, chúng ta cần khởi động phần mềm bằng cách nhấp đôi chuột vào biểu tượng Microsoft Windows Logo trên màn hình desktop. Chúng ta cần chuyển các bước vẽ trên thực tế thành những câu lệnh điều khiển để điều khiển bút vẽ trong phần mềm Microsoft Windows Logo. Chúng ta sẽ thực hiện vẽ hình A với độ dài mỗi cạnh là 100 bước vẽ. Bước 1, chúng ta nhập lệnh Forward 100 vào cửa sổ Commander. Sau khi nhập xong, chúng ta nhấn phím Enter để
Thực hiện lệnh vẽ một nét thẳng, 100 bước vẽ theo hướng bút. Bước 2, chúng ta sẽ nhập lệnh Right 90, sau đó nhấn phím Enter để quay bút vẽ sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 3, chúng ta nhập lệnh Forward 100, sau đó nhấn phím Enter để vẽ một nét thẳng, 100 bước vẽ theo hướng bút. Tới bước này, chúng ta nhập lệnh gì vậy các em? Đúng rồi. Bước 4, chúng ta nhập lệnh Right 90 để xoay bút vẽ sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 5, chúng ta nhập lệnh Forward 100 để vẽ một nét thẳng, 100 bước vẽ theo hướng bút. Bước 6, chúng ta nhập lệnh Right 90 để quay bút vẽ sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 7, chúng ta nhập lệnh Forward 100 để vẽ một nét thẳng, 100 bước vẽ theo hướng bút. Các em có 30 giây thực hành vẽ lại hình A trên máy tính. Các em quan sát hình B và cho thầy biết đây là hình gì vậy các em? Đây là hình dấu cộng. Vậy hình này có những đặc điểm gì? Các đoạn thẳng của dấu cộng này thì bằng nhau và vị trí giao nhau giữa hai đường thẳng là các góc vuông. Ở phần thực hành này chúng ta sẽ ứng dụng thêm một lệnh lùi mà các bạn đã tìm ra ở hoạt động trước đó các em nhé. Giả sử chúng ta muốn vẽ hình B với độ dài mỗi đoạn thẳng là 50 bước vẽ thì chúng ta sẽ thực hiện qua các bước sau. Bước 1, vẽ nét thẳng 100 bước vẽ theo hướng bút. Bước 2, lùi bút vẽ 50 bước. Bước 3, xoay bút vẽ sang phải 90 độ. Bước 4, vẽ nét thẳng 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 5, lùi bút vẽ 100 bước. Chúng ta sẽ thực hiện vẽ hình B với độ dài mỗi đoạn thẳng là 50 bước vẽ. Bước 1, chúng ta sẽ nhập câu lệnh Forward 100 vào cửa sổ chứa lệnh Commander. Sau khi nhập xong, chúng ta cần nhấn phím Enter để câu lệnh được thực hiện. Vẽ một nét thẳng có độ dài là 100 bước vẽ theo hướng bút. Bước 2, chúng ta sẽ nhập câu lệnh Back 50 để lùi bút vẽ 50 bước vẽ. Bước 3, chúng ta nhập lệnh Right 90 để xoay bút vẽ sang phải một góc vuông 90 độ. Sau khi nhập xong, chúng ta nhấn phím Enter. Bước 4, chúng ta nhập lệnh Forward 50 để thực hiện nét vẽ thẳng có 50 bước vẽ. Bước kế tiếp, chúng ta nhập lệnh gì vậy các em? Chính xác, chúng ta nhập lệnh Back 100 để lùi bút vẽ lại 100 bước vẽ. Các em có 30 giây thực hành vẽ lại hình B trên máy tính. Hình C này nhìn giống hình gì vậy các em? Chính xác, đó là hình bậc thang. Trong phần thực hành này, chúng ta sẽ ứng dụng thêm lệnh xoay bút sang trái 90 độ mà các bạn đã tìm ra ở hoạt động trước các em nhé. Giả sử chúng ta muốn vẽ hình C với độ dài mỗi cạnh là 50 bước vẽ thì chúng ta sẽ thực hiện theo các bước sau. Bước 1,
Vẽ nét thẳng 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 2, xoay bút vẽ sang phải 90 độ. Bước 3, vẽ nét thẳng 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 4, xoay bút vẽ sang trái 90 độ. Bước 5, vẽ nét thẳng 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 6, xoay bút vẽ sang phải 90 độ. Bước 7, vẽ nét thẳng 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 8, xoay bút vẽ sang trái 90 độ. Bước 9, vẽ nét thẳng 50 bước vẽ theo hướng bút. Cứ như vậy chúng ta sử dụng các câu lệnh forward 50, right 90, forward 50, left 90 lặp lại cho đến khi hoàn thành bài vẽ. Chúng ta sẽ thực hiện vẽ hình C với độ dài mỗi đoạn thẳng là 50 bước vẽ. Bước 1, chúng ta nhập lệnh forward 50 vào cửa sổ điều khiển lệnh Commander. Sau khi nhập xong, các bạn nhấn phím Enter để câu lệnh được thực hiện. Bước 2, nhập lệnh right 90 để xoay bút vẽ sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 3, nhập câu lệnh forward 50 để vẽ một nét thẳng có 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 4, nhập lệnh left 90 để xoay bút vẽ sang trái một góc vuông 90 độ. Tới bước này chúng ta nhập lệnh gì vậy các em? Đúng rồi. Bước 5, nhập câu lệnh forward 50 để vẽ một nét thẳng 50 bước theo hướng bút. Bước 6, nhập câu lệnh right 90 để xoay hướng bút sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 7, nhập câu lệnh forward 50 để vẽ một nét thẳng 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 8, nhập câu lệnh left 90 để xoay bút vẽ sang trái một góc vuông 90 độ. Bước 9, nhập câu lệnh forward 50 để vẽ một nét thẳng có 50 bước vẽ theo hướng bút. Cứ như vậy chúng ta sử dụng các câu lệnh forward 50, right 90, forward 50, left 90 lặp lại cho đến khi hoàn thành bài vẽ. Các em có 30 giây thực hành vẽ lại hình C trên máy tính. Các em quan sát và cho thầy biết có bao nhiêu cách để vẽ được hình này vậy các em? Đúng rồi đó các em, có rất nhiều cách để vẽ được một hình. Ví dụ như thầy đặt bút ở ngay vị trí này, hoặc nếu chúng ta đặt bút ở vị trí này, chúng ta cũng có thể đặt bút vẽ theo vị trí này. Như vậy, tùy vào vị trí đặt bút mà chúng ta có thể vẽ được một hình bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta sẽ thực hiện vẽ hình D với độ dài mỗi đoạn thẳng là 50 bước vẽ qua 23 bước tương ứng với 23 câu lệnh. Chúng ta sẽ thực hiện vẽ hình D với độ dài mỗi đoạn thẳng là 50 bước vẽ. Bước 1, nhập câu lệnh forward 50 vào cửa sổ điều khiển lệnh Commander. Sau đó nhấn phím Enter để thực hiện vẽ một nét thẳng theo hướng bút. Bước 2, nhập câu lệnh left 90 để xoay hướng bút sang trái một góc vuông 90 độ. Bước 3, nhập câu lệnh forward 50 để vẽ một nét thẳng 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 4, nhập câu lệnh right 90 để xoay bút vẽ sang phải một góc vuông 90 độ.
Bước 5, nhập câu lệnh forward 50 để thực hiện vẽ một nét thẳng 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 6, nhập câu lệnh right 90 để xoay bút vẽ sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 7, nhập câu lệnh forward 50 để vẽ một nét thẳng có 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 8, nhập câu lệnh left 90 để xoay bút vẽ sang trái một góc vuông 90 độ. Bước kế tiếp, chúng ta nhập lệnh gì vậy các em? Chúc mừng các em đã đoán đúng. Bước 9, nhập câu lệnh forward 50 để vẽ một nét thẳng có 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 10, nhập câu lệnh right 90 để xoay bút vẽ sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 11, nhập câu lệnh forward 50 để vẽ một nét thẳng có 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 12, nhập câu lệnh right 90 để xoay bút vẽ sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 13, nhập câu lệnh forward 50 để thực hiện nét vẽ có 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 14, nhập câu lệnh left 90 để xoay bút vẽ sang trái một góc vuông 90 độ. Bước 15, nhập câu lệnh forward 50 để thực hiện nét vẽ thẳng có 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 16, nhập câu lệnh right 90 để xoay hướng bút sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 17, nhập câu lệnh forward 50 để thực hiện nét vẽ thẳng có 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 18, nhập câu lệnh right 90 để xoay hướng bút sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 19, nhập câu lệnh forward 50 để thực hiện nét vẽ thẳng có 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước kế tiếp, chúng ta nhập lệnh gì vậy các em? Chúc mừng các em đã đoán đúng. Bước 20, nhập câu lệnh left 90 để xoay hướng bút sang trái một góc vuông 90 độ. Bước 21, nhập câu lệnh forward 50 để thực hiện nét vẽ thẳng có 50 bước vẽ theo hướng bút. Bước 22, nhập câu lệnh right 90 để xoay hướng bút sang phải một góc vuông 90 độ. Bước 23, nhập câu lệnh forward 50 để thực hiện nét vẽ thẳng có 50 bước vẽ. Các em có 1 phút thực hành vẽ lại hình dê trên máy tính. Chúng ta vừa thực hành xong hoạt động 3. Qua hoạt động này, các em cần lưu ý khi vẽ cần chọn vị trí, đặt bút và hướng vẽ hợp lý. Nhập đúng các câu lệnh sẽ giúp chúng ta vẽ nhanh và chính xác. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu hoạt động 4, khám phá và chia sẻ thông qua những câu hỏi sau đây. 1. Vì sao người ta viết tắt lệnh forward bằng hai chữ FD? Người ta viết tắt lệnh forward
bằng hai chữ SD vì chữ S là chữ đầu tiên, chữ D là chữ cuối cùng trong từ forward. Lệnh write được viết tắt là RT vì sao? Vì chữ R là chữ đầu tiên, chữ T là chữ cuối cùng trong từ write. Câu 3. Trong tiếng Anh, forward có nghĩa là tiến lên phía trước, lùi lại nghĩa là back. Em hãy đoán thử lệnh cho bút vẽ lùi lại được viết tắt như thế nào. Lệnh back được viết tắt là BK. Câu 4. Trong tiếng Anh, right nghĩa là bên phải, left nghĩa là bên trái. Em đoán thử xem lệnh này được viết tắt như thế nào. Lệnh left được viết tắt là LT. Bây giờ các em hãy cùng tham gia một trò chơi sắp xếp thông tin xem ai nhanh hơn nhé. Cách chơi như sau. Ví dụ, lệnh vẽ nét thẳng 100 bước, các em viết như sau. Lệnh quay bút vẽ sang phải 90 độ, các em viết như sau. Cứ như vậy, các em viết hết các câu lệnh đúng như hướng dẫn vào từng vị trí của các câu lệnh. Như vậy là các em đã hoàn thành trò chơi. Thời gian của trò chơi là 1 phút. Bài nhạc này có độ dài là 1 phút. Do đó, khi bản nhạc kết thúc có nghĩa là hết thời gian của trò chơi. Các em đã sẵn sàng chưa? Trò chơi bắt đầu nào! Chúc mừng các em đã làm đúng. Hai câu lệnh còn lại, tại sao lại bị sai vậy các em? Đúng rồi, lệnh right thì thiếu chữ T, còn lệnh forward thì lại viết liền với số 100 nên bị sai. Các em hãy vẽ lại các hình trong bài học ngày hôm nay và sử dụng các lệnh đã học để sáng tạo ra những hình vẽ mới. Chúc các em thành công.